Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với rìa xa phía bắc hoàn lưu bão số 6, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp. Thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, đêm có gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Ngày mai gió giảm cấp 2 cấp 3 nhiệt độ giao động từ 20 cho đến 27 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, đêm gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3. Ngày mai gió giảm, tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Như vậy là ngày mai, toàn tỉnh sẽ có mưa, mưa rào vài nơi. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Lúc này bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển ngược ra ngoài biển. Dự báo đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong ngày 29 tháng 10 với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất đá trên các sườn dốc. Còn về nền nhiệt, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ giao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ nhiệt độ là từ 28 cho đến 31 độ. Lui xuống khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên giao động từ 23 cho đến 29 độ. Trong khi đó tại các tỉnh thành Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Còn với khu vực Bắc Bộ, Đêm nay và ngày mai, chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa xa phía bắc của áp thấp nhiệt đới nên toàn Bắc Bộ duy trì trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ trong ngày mai phổ biến ở mức từ 25 cho đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 và không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cục vùng biển phía tây của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Côn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.